Ok, một anh em. Hôm nay thì chúng ta lại thử qua một con game tương đối cũ chứ không mới nữa. Con game này có tên là Keblet. Đây, chúng ta lướt qua cái trang template của nó xem sao. Game này thì lúc trước là tôi đã thử qua một chút rồi, nhưng mà cái hồi đó đó là chơi là vô tạo co-op cho bạn nó chơi thôi. Lúc đó là con game này nó chưa hoàn chỉnh tính năng mà co-op với bạn bè nên rất là lag luôn. Cuối cùng thì góp ngang. Nay tôi muốn bắt đầu thử lại con game này. Nó đã ra mắt khoảng 2 năm rồi. Nó cũng ngừng update rồi. Nên bây giờ anh em có thể trải nghiệm con game là tương đối hoàn chỉnh đó. Đây, chúng ta lướt lướt thử qua cái trailer. Đây là con game dạng mà nó thiên về yếu tố hành động hơn. Anh em nhìn cái đồ họa của nó nè. Nó giống như cái con Game World á, vẫn xây dựng nhà cửa như thế này. Có thêm các NPC, mấy cái phòng ngủ thì chăm sóc vật lý, thì chăn nuôi đồ rất nhiều thứ luôn nha. Nhưng mà thực tế á, nó chỉ giống cái mặt đồ họa về con Game World thôi, chứ gameplay nó gần như là khác biệt hoàn toàn. Trong con game này anh em thiên về yếu tố chiến đấu hơn, hành động, đi phiêu lưu khám phá thế giới mở. Còn Game World thì anh em thiên về cái vụ mà quản lý, lên kế hoạch chiến lược đồ nhiều hơn. Game này thì anh em đi một mình, mấy NPC vô đây thì chỉ là cho vui thôi. Hồi lúc trước tôi chơi thì chưa có xây dựng được nhiều như thế này đâu. Lúc đó thì cũng chỉ chơi cho biết là chính. Cũng lướt sơ sơ à, nay thì có thời gian bắt đầu lại. Đây, chúng ta lướt vào cái trailer thử. Rất là nhiều bối cảnh thế giới luôn nha. Từ mà cái hoang sơ hiện đại cho tới cái tương lai viễn tưởng luôn. Chúng ta có thể trồng trọt và chăn nuôi rất là nhiều thứ nè. Đây là cơ chế xây dựng đó. Con game này á, tôi thấy cái đợt mới đây trên cái mà Xbox Showcase của mà PC Game Pass á, họ có giới thiệu nhắc con này, nó chuẩn bị lên cái mà PC Game Pass rồi, nên tôi cũng muốn chơi lại thử cho biết. Anh em nào thích cái mà con game này thì có thể thử qua PC Game Pass, giá nó khá là rẻ luôn, 60 ngàn một tháng. Anh em chơi con game này và có rất nhiều con game khác nữa. Lúc đó thì trong vòng một tháng thì tôi nghĩ là anh em dư sức phá đảo game này cùng với bạn bè của mình đó. Cơ chế chiến đấu nó thì đơn giản nhưng mà cũng có vẻ thú vị phết. Rồi, bây giờ chúng ta vô game đi. Đây, tôi đã mở sẵn game rồi đây. Đỡ công tốn thời gian, tạo nhân vật mới. Lúc trước thì chủ yếu là treo dân để nó chơi thôi. Bây giờ thì bắt đầu lại từ đầu không biết làm sao nữa. Tên nhân vật hả? Ở đây chúng ta có tộc Orc nè. Nó là sẽ tăng tốc độ tấn công thêm 7% và phòng thủ thêm 14%. Tộc Death Elf thì tốc độ di chuyển 10%. Ủa, tốc độ tấn công 10%. Tộc Elf này á mới là tốc độ di chuyển là tăng thêm 15% nè. Cái này là bán Elf, bán yêu tinh đó. Tốc độ di chuyển 10% là tốc đánh tăng 6%. Ba ba ghi anh là cái tộc cựu chiến binh, mỗi nó sẽ tăng thêm một cái điểm tấn công nữa. Tấn công nó sẽ là 10% tốc độ đam đó. Đúng là cuồng chiến thiệt ha. Nhân loại thì cái tốc độ hái lượm và tốc độ ăn á, sẽ tăng thêm 100%. Bowman phòng thủ tăng 3 điểm, phòng thủ 20% nữa. Tốc độ này nó tăng tăng cơ rất là cứng luôn á, hồi một máu mỗi 1 giây. Xét úp là không biết giới tính luôn. Hoặc tôi nghĩ là chơi thử con xét úp đi, hoặc là tộc heo. Trong game này nam nữ nó không khác méo gì cho đó, nó chỉ là cái cục hình tròn với mà hai cục hình tròn ghép lại thôi. Tộc tiên hoặc là bán tiên, tại tốc độ di chuyển nó khá là nhanh. Nhưng mà chơi thử con xét úp này ơi. Nè, nhìn nó ngộ ngộ sao á. Màu xanh lam đi, tóc. Tóc này cho nó ngọc. Màu xanh lam ngọc luôn, tươi. Cái này không phải là độ khó, nó là cái trừng phạt khi chết thôi. Đây là item mình sẽ gớt ra, nhưng mà nó tự quay về ba lô mình. Còn cái này là gớt cái item lại mình phải đi nhặt. Còn cái này là trừng phạt vĩnh viễn là mất luôn, tốn thời gian đi nhặt, nên tôi chọn cái casual. Đây là nhân vật của chúng ta, select. Đây là tạo một cái bản đồ thế giới mới. Nó có 3 chế độ ngoài dễ, trung bình với khó nè. Cái này mới là lựa chọn cái độ khó cái trò chơi. Vật nem Upset random hả? Nó là 9 số, thì tôi đánh là một cái 9 luôn đi, đỡ phải phân dân nhức đầu. Còn cái này quái vật nó sẽ tấn công mình hay không, tôi chọn có luôn, thử cho biết. Rồi, chúng ta vô game.
Đúng 5 phút nha. Series này thì tôi không biết có chơi nhiều không. Nếu nó đủ Hello, cuốn welcome ai to già. our new home. We have arrived at Miko Colony built by our company Cái on a tiếng game planet tự called nhiên Kepler. nó You have ùng just sùng như thế spent này. Lúc nãy là tôi đã ốp sành nó nhỏ lắm in nha. suspended animation. System is now about to expand and Tạm you are thời cứ now tính on đi the đi. please dismiss. Rồi, hết rồi. Xin chào, chúng ta đã đến ngôi nhà mới. Chúng ta đã đến là cái Mekonui. Cái gì? Nơi sinh tồn của Miko á. À, mình đang nằm trong cái cán này nè. Nhấn A để thức chị. Mình đã ngủ trong cái cán này 273 năm rồi. Đang trong cái chuyến hành trình là đi đến cái hành tinh tên Kipper nè. Mình nghe tiếng con gì kêu hép hép rồi. Sao tôi hết nghe tiếng rồi ta? Con game này nghe tiếng cũng được á. Mở cửa anh chuột phải, mình đánh là bằng chuột trái. Đi phá được mấy cái thùng gỗ nè. Con này con gì đây? Đã truy cập vào cái năng lượng, bây giờ đang kết nối với cái server. Yêu cầu là bị từ chối bởi server, bị cái lỗi gì đó. Khởi động chế độ offline. Khởi động thành công. Chế độ tấn công thì đã bị tắt rồi. Con này tên là WH9, mình đã cứu nó. Ở cái chuyện gì xảy ra đây? Bây giờ nó chiếu lại cái bộ quá khứ nè. Cái này nó chiếu lại quá khứ cho mình xem. Danny. Đây là cuối cùng đã đến nhà rồi. Một cái ngày nữa xảy ra. Bây giờ trời đã tối, ngày mai tiếp tục á. Cái hố đen kìa. Vãi, nó xiên chảm gái rồi. Dọn gác thành công. Bây giờ chuyển hàng về. Thằng của bố này sao mày đứng nhìn không vậy? Bố láo. Người đàn ông mặc áo trắng và người đàn ông mặc áo đen. Nó giới thiệu gì đó à? Bạn của tôi Danny đang đi tìm kiếm một số cái tài nguyên mới. Cuối cùng đã bị đánh lén sau lưng, sau đó bị bắt cóc bởi cái lũ người Meiko. Mày lai, sao họ lại bắt cóc cô ấy? Con này tên là WM69, là một cái chủng loại robot của nhưng là nó đã bị lỗi kỹ thuật nên bị vứt bỏ rồi. Danny thì nhặt nó về sửa chữa. Cô ấy là cũng đến từ trái đất luôn. Vậy thì chắc là giống mình phải không? Mình thằng xác Úc này sao đến từ trái đất được? Rồi, chắc thằng này nó lại nhờ mình giải cứu em đó thôi. Mình thì không biết gì cả, mới tỉnh dậy từ cái cán này nè, nên không nhớ bất cứ điều gì. Nếu nó là sự thật thì anh rất là may mắn đó. Cái cán này nó đã tồn tại rất lâu rồi, hầu hết đã bị vỡ. Nhìn cái thằng trong cái cán số 7 rồi, bây giờ nó đã trở thành cái thịt khô rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thằng nãy hả? Thằng này. Tội nghiệp không? Kế hoạch là gì? Tôi muốn giải cứu Ninh đi, bạn trong góc mạnh mẽ nó có thể giúp tôi không? Chế độ mà tính năng chiến đấu của tôi thì đã bị tắt rồi. Xin lỗi, không có chuyện đó đâu. Rồi, mình sẽ hỏi tiếp cái mà cái photo nãy á, là cái gì? Nó yêu cầu một cái ghi cạc để có thể sử dụng cái photo ở đâu. Cái photo này sẽ liên kết với là Matthew, cái thiền của thằng Matthew, cái thiền pha học. Matthew Chip đó là ai? Matthew là chủ nhân của Danny. Anh ấy cũng đến từ trái đất luôn, là một con ngọt với cái bộ mái tóc màu xanh. Anh ấy có một cái kho hàng và cần rất là nhiều đó để có thể trao đổi. Rồi ok, thằng đó là dạng như thương gia vậy đó. Và bây giờ làm gì? Bây giờ là đọc một cái cây nào đó, sử dụng cái photo lên là chip lab. Photo này nè. Mấy cái này không tương tác được nha. Cái này tương tác được nè. 10 độ đói. Mình đã xét ướp mình cũng ăn ha ta. Đây, mình sẽ lên gặp thằng Danny. Hiện tại là nhà của chúng ta đây nè. Đây, nhà của chúng ta thì ở chỗ này.
Cái chỗ này là cái vùng đất không rõ, nó là một cái bãi biển gì đó. Đi thử qua đây coi. Chào mừng đến với cái vùng đất bãi biển này. Nơi này là nó ẩn sau một thế giới khác rồi, không có sóng sánh gì hết. Mình có thể sử dụng mà mấy cái hòn đá để mở rộng thêm cái quần đảo này. Cái khu này chắc là cái khu đất của riêng mình thôi. Một đống đồ luôn. Đuổi hết. Đánh lâu dưới ta. Đây là cái hành trình khám phá gì đó. Tìm được cái mới thì nó hiện vô đó. Vật liệu hả? Không biết là gì. Đường tí gỗ với mà cái nhựa. Bây giờ lên thuyền mắc chiêu đã, lấy cái hòm này về luôn. Dưới này có gì không? Không có gì cả. Mã thiếu, chào anh Mã thiếu. Đây, thằng này là con ngọt nha. Nó là chủ của em Danny, cái em tóc đỏ bị bắt hồi nãy á. Này này. Xin lỗi, con Gobo đứa em sáng chín kêu tôi đến đây. Tôi không biết bạn này, tôi chỉ mới thức dậy từ cái máy ngủ đông thôi. Danny, cô ấy đâu rồi? Sao mày giữ cái mà thẻ mở phá của cô ấy? Danny đã bị bắt cóc bởi cái lũ Meko. Lúc em sáng chín đưa tôi cái thẻ này. Đã 4 năm rồi, Danny không có đem cái vật liệu đến đây giao thương với tôi nữa. Tôi Meko là vẫn tin tưởng cô ấy còn sống ha. Rồi, anh có đồ đạc gì buôn bán đây không? Meko là cái vũ khí. Meko là cái vũ khí của cái bọn đối thủ đó thôi. Bây giờ nên cái thằng này á, thằng Mã Thiếu này nó không tin tưởng cái con đúp em 69 đó. Nó là cái con đúp em 69 đó là vũ khí của cái bọn Meko á. Rồi, nó kêu mình đừng có tin tưởng cái con nó nhiều lắm. Cái khu này được nằm ngoài cái không gian đó rồi, nên nó rất là an toàn. Bây giờ hãy tìm một số cái quả bóng gen của nó về cho thằng này để chế tạo một cái con người á. Đây nè, ở dưới đây nó có bán đồ nè, nhưng mà tiền đâu, tiền của mình ở đâu ta? Là tiền của mình trên này nè, 125 đồng nè. Cái áo này nó bán 350 đồng, rất là nhiều chỉ số luôn nè nhá. Độ bền 60%, phòng thủ 20, giảm đam. Tiền nông quá. Đây, đầu tiên mình mở phá được cái bàn mà gọi là cái bàn gì ta? Cái bàn chế thuốc á. Thì mình phải có cái quả bóng này. Còn bên này. Đây là để anh lai tạo ra máy để nè. Cái gì đây trời? Ông nào mod vô đây vậy? Nói chung là mình đặt mấy mã game vô đây thôi. Rồi, quay về. Chip lab về nhà chúng ta đây. Bây giờ tạo một cái toilet lúc nhấn nút C. Thu nhập Apple Pay gì đó mình lấy rồi mà. Giờ tương tác với dân làng rồi đó để đánh bại những cái con quái vật biến dị nữa. Tạo một cái fit A nữa. Chế tên này tốn mà bắt đó chứ. Chế về cái đút. Tám cái đút. Cái bàn workbench chế thôn. Ừ.
Cái này ủa đâu phải cái này đâu, mình còn thiếu một tí đá, rồi đi kiếm thêm tí đá nữa. Đá là cái này nè, con này là nó có cái gì đầu nè, sửa chữa cơ bản, sửa chữa bình thường thì sẽ tăng thêm tí độ bền, nó không tốt cái gì ạ. Hình như sửa chữa là có tốn đó nha, nè tốn 4 tiền luôn nè, nhưng mà nó tăng độ bền lên cho mình thử coi. À cái độ bền là cái thanh bên trái nè, anh em thấy nó tăng 20% nữa lên được miếng nữa nè, game có độ bền á, trời đúng cái tôi ghét luôn á. Bây giờ chế cái này, cái này để chặt cây, còn thiếu một tí đá nữa. Trời đâu lần ra có một cục đá một má. Biết nào mới đủ đủ đá đây, rồi có cái phía tây nè. Ok ủa mình đào được lần 3 ô luôn á, có khi xây nhà mình trong cái khu nhà đá này luôn à. Nhiêu đá được rồi, bây giờ mình lấy thêm tí gỗ ở đây, chặt cây nè, có tháo đi hái một tí nấm này, mình có nấu được cái gì không ta, nấm nè, nấm nè, cỏ à, cỏ. Đồ mới xài chút xíu mà anh em thấy cái đồ bền nó giảm rồi, rồi trời ơi. Chắc mình xây nhà ở cặp vách cái khu này đi nào, trời sắp tối rồi, dọn cỏ để cho nó mượt mượt lại rồi mình xây cái nhà đi luôn. Mấy cái cỏ này là nó cũng chắn đường mình đó nào, rồi bây giờ mình đặt cái bàn đầu tiên xuống, cái bàn chế đồ đặt nó đâu giờ ta, đây đi. Đây. Bây giờ mình gáp được cái bàn chế đầu tiên. Cái lò rèn. Hai cái lò này nó khác nhau chỗ nào không chị? Cái gương nữa không? Cái gương để kế bên luôn. Bên này cái lò nung. Cái này cái lò nướng thịt, tôi mới nghe tiếng con gì đó thì phải. Cái bàn này thì mình chế được một tí đồ, cái hàng rào một gỗ chế được ba cái hàng rào, chế thử coi. Sao nhạc thấy ghê vậy này á. À đuốc 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 đuốc, cắm vài cây đuốc nữa,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây phải không? Rồi đây nữa phải không? Ê, ê, ê. Lũ đảng nhà nó nhận được cái gì thông tin tin tức gì ngôi làng nè. Rồi tí nữa mình sẽ xuống đó, bây giờ mình đi mình phải chặt thêm một số cây nữa, rất là cần gỗ luôn. Giá đó mày, trời nó cắn mình phát 5 máu. Chặt cây mà không yên với nó nữa, ban đêm buổi tối là nó nguy hiểm phải à. Ủa, thằng đã dùm bài đó tao cũng xét úp nè, tao sợ mày quá à. Vô đây mày. Bây giờ có gỗ rồi mình đói bụng hả? Đói bụng thì có cái gì để ăn không? Ăn trái táo này, cái nấm này cần phải nấu, cái lò này như lò nấu nè. Rồi nấu làm sao? Cái này giống cái lò rèn hơn là cái lò nấu ăn á. Nấu ăn là nấu bên này mới đúng nè. Này là cái méo gì? Giờ mình chưa nấu được món nào cả. Thịt với mà lúa với nấm nữa thì mới ra cái đồ ăn cho con thú phải. Thôi ăn táo hơi cho lành, không có gì ăn luôn trời. Ăn nho nó lên cái 5% thôi. Mình chế được cái gương gỗ, cái cửa gỗ, cái cửa bằng đất, cái cửa bằng đá, hai cửa đi. Cái này cái nền gỗ hả? Cái nền gỗ là chế gì nữa ta? Nền gầu. Giống mà đi lộn ba cái mà nền đó, lộn ba cái sàn. Hết rồi đó hả? Chế 120 cái mà làm chút xíu hết rồi.
Đó, sạch sẽ rồi đó, thấy chưa? Nhìn như là đang có màu vậy đó. Rồi ok, tạm ổn rồi đó. Mở gần mấy ô quá đi. Này cây cỏ như chúng tôi này chướng đường nữa không mắt. Dỡ cái hàng rào luôn. Rồi bây giờ mình xây cái hàng rào lại. Không, xây ngoài đi. Cái hàng rào này nó tốn nhiều gỗ gì vậy kiểu này là phải vài chục cây nữa, con gấu rồi phải không? Nó trâu dữ này à, bán mãi nó không thấm luôn. Này thì gấu với chúng tôi này. Thu nhập 8 với bay ghi vậy? Nãy giờ nhiều mà ta. Chó gần chó rồi. Mình còn bao nhiêu mũi tên nữa? Mình còn có 5 mũi tên nè, tốn dữ nha. Bây giờ phải chế là 200-300 mũi tên luôn á. Chế mũi tên thì mình cần gỗ với đá. Cái đá trong này nó có màu đen mà không biết nó có khác gì không ta? Như gỗ rồi, mới ba mấy à, xạo hết khu này luôn. Có cái gì ở dưới kìa, có nguyên cái tổ để tụi nó mà phao ra mấy con heo quá. Đấy, từng con thôi, từng con thôi. Ừ, mấy con heo này nó trâu quá nha. Rớt được 5 thịt với một tí là lông. Đơn giản. Ôi vải nó bự dữ vậy. Con này nhìn giống con chuột ha. Mình chơi lại nó không ta?
chơi không lại mà thả tôi nó ra là khóc hẳn luôn á. Trời, nó đụng mình một cái là mình chảy máu rồi. Mà không sao, mình là sếp úp á, mình hồi máu cũng khá là nhanh. Một con. Đi ra. Được một tí lông. Cay à, cay làm gì được nhau. Bên đó có cái gì nữa cơ? Rồi đói bụng, đói bụng. Ây da, đói bụng ăn cái gì bây giờ? Ăn táo. Ăn nho. À cái này chị đừng đói bụng nữa đâu. Rồi ok. Bên đó có mấy con gì như con sâu đó vậy á. Ủa, cây không ai làm gì được nhau. Bây giờ hết mũi tên rồi. Cái mũi tên này xài hao dữ thiệt đó nha. 10 luôn. 300 mũi. 600 mũi. Tao bắn ra hỏi nhà mày. Mấy cái đồ của mình nó sắp hư hết rồi. Coi cửa, coi cửa. Đến xuyên qua cửa được nào. Cái này phải lúa không ta? Không, nó là cái cây hoa. Ở đây cũng có một cây kiosk nữa. Có hai cái miếng bọ gì nè. Trong này chẳng có gì cả. Cái này là căn cứ của mấy thằng mê cô. Con gấu mà không rớt thịt. Xa quá gì ta? Cái này là cái gì đây? À, mở đồng, mở đồng. Lên được đồ đồng ơi.
Cái con gì nhìn ngộ gì kìa. Ủa không? À. À, cái con này là dạng như là cái túi lưu trữ đồ di động vậy á. Nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trên map. Mình có thể cất đồ vô đây. Rồi cũng chỉ có mình lấy ra thôi. Trời ơi. Cái gì đây, cái gì đây, nó có kiếm luôn kìa. Em đợi tí, tôi bao game ra làm rồi. Ok, vô chúng ta tiếp tục thôi. Đi nó đông lắm nghe. Ba bốn năm sáu bảy tám chín, nó phản là 45 máu. Chưa tới nữa đó hả? Thì nó có già có giường luôn kìa. Bạn ơi, bạn gì ơi, khách đến nhà mà không chào nè, chỉnh nó đấm tay mà mạnh gì đó. Đây có một cái gương. Ê, 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 đủ đạn nha, nó mạnh, nó chọt nhưng mà vô ly bia chứ, tốc độ cực cao nữa chứ. Làm mớ gỗ này. Nãy giờ mà không được bao nhiêu tiền quá. Mình có thể đi sang này hoặc đi xuống dưới này. Hồi nãy mình sang phải rồi. Bây giờ xây bít cái hàng rào lại đã. Đi sửa đồ hả? Con Gobo này nó sửa đồ cho mình được nè. Sửa đồ cho chó. Cái này méo cần đâu. Mới ăn xong mà nó đói nữa rồi. Nó gớt miếng gì đây nữa nè. Cái cửa là nãy mình còn hai cái cửa mà ta, một cái cửa đây nữa, một cái cửa này nữa, là hai cái cửa rồi. Hai cái cửa bằng đá này không đủ, đất thôi. Rồi ok, nãy đáng lẽ nói cái hàng rào ngay chỗ này luôn cho đẹp, mình chế thêm một đống cái hàng rào nữa đi. Rồi nhà an toàn rồi đó, ở đây nên để cái cửa này nè.
À, chặt cái bụi cây lấy mà mấy cái bê ghi gì đó. Đây nè, đây nè, tiền mình ít quá. Đói bụng. Đang ăn là không có di chuyển được nha, nên cái tộc mà người chúng ta đang ăn rất là nhanh luôn. Rồi, nấu được rồi nè. Mình sẽ dính được ba cái hiệu ứng, ba cái hiệu ứng đột biến, không còn lẻ miếng luôn. Bây giờ là phải tìm cách chế được mấy cái đồ đạc đã. Cái này thức ăn cho động vật, này chế hết rồi. Này là cái quái gì thế này? Một cái mỏ này để dụ mấy cái động vật mà côn trùng. Ghen cái đồng, có đồng này thì mình chế được cái gì ta? Cái này từ vải ra ly thơ hả? Thử 6 cái thôi. Cái cuốc này mới nè. Câu cá. Hai cái này chỉ chế được một thôi. À, bộ giáp ly thơ này à. Được rồi, có bộ được rồi. Cái này trong mod mới có nha, bình thường nó không có đâu. Mình chế được cái bộ lia thơ rồi, chơi luôn. Cái khiên hả? Cái khiên cần tấm gỗ à, thử đây. Ai giày. Cái này là cái giường lông, cái này cái ghế dài, cái này cái bàn, cái hồ tắm nước nóng, cái bàn lớn, đất sét, tín hiệu gì đó. Mấy cái này chắc là trang trí nội thất thôi, chưa cần đâu. Cái bàn đó đặt ngang với cái bàn này nè. Chế cái gương này. Bây giờ cái nhân vật của mình có ở đâu ta? À đây nè, đây nè. Hai cái nấm này mình phân tích được mấy cái chuỗi mã gen. Không phân tích được cái nào nữa hết. Phải có đủ cái độ mã gen đó thì mình mới phân tích nó được. Đây nè, mình có thể unlock cái mã gen ra. Bây giờ mình có 10% né tránh.
đặt nó vào đây. Đây là cái hệ thống setup của mình. Cái này là sao ta? Nhấn chuột phải để bắn hoặc là thả súng, nhưng mà tại sao? Mười phần trăm né tránh, đây là chỉ số của mình. Né tránh 15%, giết đam 6, phòng thủ 12, máu 100. Không không một. Bây giờ làm sao để có cái vũ khí xịn sò không ta? Cái cam phai này để làm được cái gì? Cam phai hình như trên này có một cái nữa nè. Đây nè, đây nè. Ê, có cái đường hầm đi xuống nữa kìa. Cái này là cái gì ta? Không biết luôn. Cái này thì hết chức năng rồi. Cái này chủ yếu là trang trí thôi. Cái bàn gỗ. Cái ghế gỗ, gấp thử vài cái ơi. Cái bàn gỗ hình tròn hả? Gấp luôn. Đuốc này nó sang cái đuốc này. Cái đuốc này cũng có thể sử dụng để mà đốt nguyên liệu đó. Đi có băng có tiết này nó nè. Vậy thôi đó à? Hay là chế cái cần câu ta, chế cần câu đi. Cú chế thử cái cú chim cần câu để sao? Ủa 1 trên 3 là sao? Phút. Cái phòng thủ của mình tăng 6 điểm, cái độ đói thì cũng tăng lên 10%. Và tốc độ tấn công thì giảm đi 1. Cũng được nha. Ăn cái đồ ăn có biến dị vô thì nó cho mình một số cái boost. Cũng ổn phết. Thank you.
Chó hả? À? Chó với chúng tôi hả? Heo hả? Giả cày mày luôn nè, heo ra đây. Này thì lợn, này thì lợn, mày vô đây. Xây cái vườn này thì sao mà gieo hạt ta? À có hạt, hạt táo nè. Có mỗi 6 cái hạt táo à. Cái này hạt thông, còn cái này là hoa dâu. Táo mình có 5 cái, 5 trái. Nhân vật của mình nó đi chậm quá à. Đúng luôn, cây táo này gì bê. Bây giờ phải đi làm sao đến cái ngôi làng đó đấm được nó. Nhưng mà trước mắt mình phải đi kiếm mỏ đồng đã. Cái này để gì đây? Sa mạc à? Ê. À nó đi chậm à. Bắn hoài hồi nó cũng chết à. Rồi có 4 phát. Được cái to xác thôi chứ có gì đâu. Năm phát là nó chết. Lấy bộ bàn ghế về luôn, lấy xương luôn, lấy mạng nhện luôn. Cát này nó mềm mịn quá ta. Có cát á, thì tôi nghĩ chúng ta mà chế được cái thủy tinh đó. Nhưng mà chế thủy tinh làm gì trong game này tôi cũng không biết nữa. Thường trong mấy game sinh tồn là vậy thôi. Ba lô mình sắp đầy rồi. À, giết mấy con đó nó sẽ rớt cái nên tắc này. Khu này là khu sa mạc á. Nó có bột bùn nhỏ xíu như thế này à. Trên này có cái gì nè, có sẵn cái bộ giường luôn, kệ khỏi chế lấy về. Ngon. Bây giờ đi kiếm tí mỏ đồng nữa đã. Đây cũng còn nữa nè, nhưng mà nó cố định ở đây luôn không ta? Có đây nút táp. Lúc nào để xóa cái này bây giờ? Delete. Mình cái tên là ba lô 1 đi. Ba lô 2. Tôi không biết nó có ở đây luôn không á. Nó có đi đâu nữa không? Nên đặt thử cái gì. Khoan, đặt thử cái gì vô đi. Đặt thử cái này vô đi. Tôi nghĩ là lên nguyên cái bộ đồ đồng luôn á. Cái này là cái gì đây? Ý. Mình sắp hết bút rồi, còn 2-3 giây nữa. Thuốc hả? Chế bê ghi bông hoa gì dục hết đi. Còn cái giường đó nè. Ý da, không né kịp luôn. Bị xương gồng. Khi xương gồng thì nó ra xương gồng diễn lũ đạn đó.
Ừ, nó ra cái này thắt cũng ngon. Bạn gì ơi, bạn gì ơi, bạn gì ơi, bạn gì ơi, có ai đâu? Ừ, làm gì có ai đâu. Ê, ê, ê. Trời ơi, nó mạnh. Không sao, mình có nội tại hồi máu mà. Hồi đi chứ. Cây súng. Ây da. Ây da, con boss đâu? Boss bọng gì đâu, ra đây tao bảo. Tầm tấn công tầm xa của mình tăng thêm 10 đam. Bên này là gì? Súng này chắc phải có đạn đúng không? Con này nó nguy hiểm phải ra. Cái ba lô mình đầy mất tiêu rồi. Dục cái hàng rào đi. Xương rồng chắc cũng dục luôn. Cái gì đây? Tăng 50% tốc độ hái lượm. Nó là bên cái là đồ phụ trợ nè. Bạn cay lắm à, bạn cay lắm à. Đấy, từ từ thôi, từng tháng thôi. Gà hết đây cũng được nữa. Ủa, đéo ngán tụi bay. Cái đầu chọc. Có gương kìa. Cái này cái gì? Không biết là cái gì nhưng mà nhìn nó có vẻ xịn sò hết luôn á. Thuốc. Này hạt giống gì nè à. Cái bàn đá không cần đâu. Nhìn cái này có vẻ xịn xịn. Tôi không biết là cái gì. À, nó ghi là giáp nè. Ngon. Sáu thủ. Cái này có ba thủ à. Nhưng mà nó cộng rất nhiều hướng nha. Cái này 20 tiền, cái này 30 tiền. Ừ?
chuột phải đi sử dụng là sao? Không hiểu cho lắm. Con này bự quá. Trong này không có cái gì để mình lấy cả. Chưa tới cái khu biên giới nữa. Có cái gương. Ăn miếng thịt luôn. Chỉ cần mình đi nhanh hơn nó là mình sống à. Cộng 60 máu, ngon. Ủa con này cần méo gì máu? Rồi ơi. Nó xiên mình như xiên chả lụa á. Gương lấy rồi, gương này chưa nào. Tiền rồi, mình về mình mua được bộ đồ của anh kia trên cái phi thuyền rồi đó. Cái băng gạc này có rồi, còn cái này khoảng cách xây dựng nó tăng 24, chẳng nghĩa lý gì luôn á. Đây có 12 viên đạn à. Cái gương nó không có chồng lên được hết á. À cái bằng bạc, cái bằng đồng, hai cái không có chồng lên nhau được. Hết rồi, cái khu này không còn gì để mình khám phá nữa. Có cái gương ở đây. Từ từ nhẹ nhàng, đừng để con trên nó thấy như cạc. Ôi lấy xương con chuột đâu.
Cái này là tôi mới đi có trên mặt đất thôi nha. Con game này nó rất là nhiều tầng luôn. Sau này mình có thể đi xuống lòng đất rồi đó. Thuốc. Rồi, giờ đi qua hướng Tây thôi. Sư tử hả? Mũi tên còn bao nhiêu mũi? 300 mũi lần rồi, vô tư luôn. Vô tư. Lại sát con chùm này, sát bên con chùm rồi, từ 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 ra nó dục ra ngoài đi, mình chế cái cổng tay le để có gì mình đi lại đây. Cái này là phía tây của bên trái, phía tây của bên trái nhà mình nè. Đó, bây giờ về nhà đó. Cất đồ vô hồ. Anh Bô ơi, sửa đồ em anh Bô ơi. 12 tiền. Ủa? Mấy cái này nhiều quá rồi. Bỏ bớt ra. Ủa? Cái gương này mới chứa đồ cái gì ta? À. Ba cái gạo cỏ gì lia thơ gì đây,
Mà cái thuốc tan đâu? Thuốc tan này chắc tôi đem đi tôi bán hết để mình kiếm tiền. Ra đây trồng thêm một số cây nữa. Mở rộng cái căn cứ à. Bạn gấu ơi, bạn gấu à. Này thì chó dại. Cây súng nãy giờ chưa dám bắn phát nào luôn á, tại vì mình không biết chế đạn, mình bắn bậy bạ cái là nó hết luôn. Cái hạt BG đâu? Sáu mươi bảy, cái này mới có 25 mà. Luôn. Đấy, 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 đấy. Một, hai, ba, bốn, năm. Cái gì đây? Cái gì đây? Nó chạy nhanh như vậy gì? À bắn con này nó rớt đồ nè. Đi nhanh quá, không được rồi. Quên á, mình chặt một lần có 3 ô à. Nên xây 5x5 như thế này là hơi sai rồi đó. Đáng lẽ nên xây 6x6 á. Hoặc là 3x5 thôi. Trời ơi. Còn cái gương nào nữa không? Hết rồi. Mình đi chế cánh cửa nữa. Đấy.
Này khó kiếm quá ta. Cái này tắt này là mật ong nè. Rồi, ok. Đến đây mình coi có bán được cái gì không, lên mình bán luôn. Bán hết ba cái thuốc luôn nè. Ba cái thuốc thì đầu game mình chắc chưa cần đâu. Cái đèn pin này tới 190 lần á. Này bán luôn. Hết rồi, mình chỉ có bao nhiêu đó thôi. Này gì? Đạn đồng. Bắn cho cái súng này được không? Tuy yếu nhưng nó dễ dàng sử dụng. 200 viên là khá là ngon đó nha. Một lượt. Độ bền cộng 60. Kháng đẩy lùi 50, không ngon. Nó còn cộng vô độ bền không mà. Thủ 20 giảm đam 9, kháng đẩy lùi, giảm đam khoảng cách xa. Này có 100 tiền hả? Cái này 350. Sao mà đắt dữ vậy ta? Nó có hơn cái gì đâu. Cái gì? Chuẩn bị có quái tấn công mình vòng vòng 4 phút nữa. À, mình lắp đạn vô đây. Rồi ok. Hóa ra đạn là lắp vô đây. Kỳ lớn rồi nè, 3 phút nữa có quái nó công mình đó. Trời ơi, bản đồ nó rộng, dưới này còn một tầng nữa nè. Năm cục đồng là mình xây được cái bộ đồ đồng.
Đây đồ đồng đây gì? Đấy, mình chế được cái kiếm đồng rồi nè. 12 đâm 1 rưỡi, 7 đâm 1 rưỡi, 3 đâm 1.3, 1 đâm 1.2. Ủa, mũi tên của mình đâu hết rồi? À đây nè. Nhiều đây mình chế được 400 mũi tên. Bây giờ đi đầu đồng trước đã, có bộ đồ đồng thì mình lên được mấy cái này. Dâu găm này 8 đam 3 cho 3.5, vậy là 26. Ủa, 24 với mà 4 nữa là 28. Cũng được, nếu như mình chơi dâu găm là mình đối cứng với nó luôn á. Theo anh em là kiếm hay dao găm bây giờ? Tôi nghĩ tốc độ di chuyển của mình chậm nên mình chơi kiếm đi. Cái này nãy chưa bán hả ta? Hai mươi lăm giây nữa, tôi coi mấy con quái nó ra làm sao. Mười thủ. Đâu chỗ này à? Cây súng nó mạnh. Bây giờ mình đi mình xử con boss bên kia luôn được rồi đó. Rồi, đi thôi, đi giữ boss luôn. Chặt luôn cây táo này. Cố gắng kiếm thêm một mớ đồng nữa. Một súng gà. Chào bạn, hai viên một mạng. Cái gì? Con mũi
đơn giản. Rồi rồi, xin chào, đây là cái quả bóng mà game bạn cần thiết. Đem nó đến phòng đá và đưa nó cho là ma thiếu. Ma thiếu. À không, cái này không phải là đồ kia. Mấy cái gương lậu bàn ghế này, cái này gì đây? Đi, cái này bằng sắt, đem về luôn. Cái này bằng đồng được nó. Rồi, chắc ở đây không còn gì nữa đâu, chúng ta về được rồi. Về thôi. Nhìn thấy dọn cái đống này thôi, có cái gì trong này không? Đi kiếm thêm một số đồng nữa chứ, mình không có đồng, không có miếng quặng đồng rồi luôn. Đây nè, có 8 quặng nè. Con gì này, con gì nè? Tôi về làm cái bộ công cụ bằng đồng trước cái đó. Để tìm cách chế đạn đó chứ. Ba mươi tám, kệ nó, 38 mà mình tăng thêm đường tí. Bốn chục đồng luôn nè. Có khi đưa cái lò này lên trên này luôn. Này cái gian bếp à? Ồ. Không nấu được món gì cả. Hồi nãy mình nấu được món này. Không có thịt. Nấm thì có mà thịt thì không có.
Đây 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 có nè. Đói bụng rồi, đói bụng rồi. Thiếu cái mật ong. Mật ong nè, thịt nè, này nè, táo nè, hạt gì nè, hạt gì nè. Có gì thương luôn hả? Thương 16-1. Thương ngon hơn cây kiếm á. Cây kiếm đánh nhanh hơn. Gì đấy? Giáp sa mạc. Đi thôi, lên gặp thanh niên kia đưa cho nó cái quả bóng. Đòn nó không có reset nữa ta. Đâu rồi cái quả bóng game đây nè. À, lock. Chữ nhiều quá, quá nhiều chữ luôn. Mình đã học cách được là chế thuốc. Ngắm luôn đi. Sau này mình có thể là lấy quả bóng game goblin rồi mở thêm nhiều thứ khác. Rồi ok. Bán tí đồ cho anh luôn nào. Cái này em không có xài. Anh lấy đi. Thuốc em cũng không có xài luôn. Thuốc đây. Này là cái gì đó? Nó không cho mình vào. Thịt 5 cục, 50 cục giá 50 đồng. Thôi, mấy cái này không cần đâu. Bây giờ chúng ta có thể xuống được tầng dưới nào, nhưng mà tôi chưa biết có nên xuống không. Mình phải xây cái bàn chế thuốc này nữa để nó kháng được cái độc, chứ không thôi mình xuống dưới là mình chết liền ở dưới luôn. Rồi lưới côn trùng á.
Đây nè, thuốc cho tầng 1 với tầng 4 mình cần phải có 5 cục thịt nữa. Phải có cái thuốc đó mình mới đi sâu xuống được nha. Đồ ăn không có mà đi chế thuốc để mà hút chích như thế này. Đâu rồi, thuốc trọng. Đó, mình kháng được cái độc ở tầng 1 đến tầng 4 rồi. Bây giờ mình có thể đi được xuống cái tầng dưới. Cái này là cái gì? Để cái này ở gần nhà thấy ghê ghê vậy ta. Metal 3 hả? Cái này combo à. Với mà cái pha Phium gì đó. Cái đất kiếm ở đâu ta? Bây giờ còn thuốc đây nữa. À đây nè, đây nè. Tốn 34 tiền. Thưởng phát nào. Knock ball tấn công. Cái ghép để lùi. Với mà không mất đạn. Tấn công. Tấn công cộng 3. Độ bền cộng 40%. Cái này khá là thừa. Nhưng mà 3 điểm tấn công thì khá là ngon á. Thưởng phát nữa. Đẩy lùi, độ bền, tấn công. Rồi cũng được rồi. Không nên tham. Hóa ra cái đó đi rèn đồ. Còn ví dụ cái cung của mình thì sao? Rồi, cái hộp đó đây nè. Ngón. Lên dòng hết luôn. Dòng gì cũng được hết. Cái lưới này lên không? Không. Đạn này cũng không lên được. Sắp đôi bụng nữa rồi. Sắp đôi bụng nữa rồi. Da hả? Này mình chế được 20 là hết rồi. Mấy cái này nào xài hả? Lấy ra. Mấy cái này phải đi câu cá. Bây giờ nấu ăn thì mình đói dữ rồi mà không có nấu được cái gì hết. Chủ yếu là cái mà công nè. Công đó là không biết tính sao nữa. Ra thử đồ chơi mới với bạn này ơi. Hay hay hết à. Ẩn phết đó chứ. Cũng vậy rồi, nó có khác cái gì hơn đâu. Mở game nãy giờ mình chưa mở được cái gì đó cả. Bây giờ đi xuống tầng dưới được rồi. Xuống thử phát nào. Rồi có gì mà mai mốt tôi rảnh thì chơi tiếp. Đấy, cái gì đây? Đồng hả? Đồng. Cái này thì cái đen đen là cái gì? Than, than, cái đen là than. Cái này vẫn là đá thôi, lấy tí than đi. Vậy cái gì mình nung? Dưới này có sắt nè.
đúng rồi, đúng sắt luôn rồi. Nó hiện màu trắng là chỉ có sắt với bạc thôi. Nhưng mà mình từ đồng thì mình lên sắt chứ đâu có lên bạc đâu. Tôi nghĩ là mấy thứ từng dưới nữa. Hiện tại là mình đi được từ tầng 1 tới tầng 4 rồi. Đi với cái gương gì đó cậu. Đoạn tí than đó đi. Than này tôi nghĩ sau này mình cần rất là nhiều luôn. Tại vì cái việc đầu tiên đó là mình phải rèn bằng cái quặng đồng nè. Cái gì mới ăn cái món 50 mà hả? Game này cái đồ ăn hơi bị mệt nha. Này để gì? Bên trái có cái gì vàng vàng nè anh em thấy không? Vẫn là quặng đồng thôi. Bây giờ tôi cần cái quặng sắt nhiều hơn. Được một tí sắp nữa. Ngon. Đường tí đồng nữa là ngon. Lúc này mình về là mình rèn được rồi đó. Chỗ đó có sắt nữa kìa. Đi gom nhiều nhiều luôn. Mình có là mới có 40 cục à. Chưa thấm nhiều đâu. Game này là chơi hơi bị phân đồ đó, nhưng mà nó còn đỡ hơn mấy game khác. Dưới này có mỏ này nè. Cái này mình mới xuống có một tầng mà, nên chưa có gì khám phá nhiều đâu. Hồi nãy là mình chích thuốc cho á, chích cái thuốc ở đây nè, là nó vô được tầng 1 đến tầng 4. Nên mình xuống đây là vẫn đi được bình thường. Còn nếu như không có cái thuốc ở đó, mình xuống đây là mình liệm luôn. Lại đói bụng nữa rồi. Đói bụng mày làm gì bây giờ? Mấy cục này là đá phát sáng nè. Tôi thử anh lấy nó về được không?
Được 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 được, ngon. Rồi, giờ mình quay về nhà đi. Về nhà thôi, nhân vật mình nó đi chậm dữ vậy ta? À, đói bụng thì nó sẽ giảm tốc độ mình lại. Vậy nữa hả? Có gì ăn không anh ơi, đói bụng quá. Anh ơi có gì ăn không? Cái này nó bằng sắt mình chưa có gõ được. Đói bụng quá. À. Ủa cái này đi lên luôn chứ đâu phải đi xuống hả? Ý, có táo nè, có táo rồi, có nho luôn rồi. Sau này á, có một cái máy mà mình nó tưới tiêu nó hái tự động luôn á, rất là gọn, không cần phải đi nhặt nhặt như thế này nữa. Này là gì? Thuốc. Đồ đạc bây giờ tùm lum quá. Có cái này ăn được nè. Ấm chế táo này thì mới có 35% mà nấu được cái gì không trời, không có mật ong không có nấu được, thịt thì cũng hết thịt rồi, xà lách thì kiếm đâu ra. Đi lên tàu anh này có cái gì không bán này, kiếm miếng gì ăn anh ơi. Trời bán có 1-2 đồng mà thiệt á, giảm giá cho người nghèo không anh ơi. Đạn bạc mua luôn, cái mật gấu à, mật gấu 200 mã tiền đủ ra. Có gì ngon cả. Công trình bui của mình nó sẽ tăng thêm 2 khoảng cách, không có nghĩa lý gì cả. Mình có 20 lớp giáp. Ngon.
Đói bụng quá. Bây giờ làm sao mình kiếm được mông ta, được chế táo biến dị gì nữa. Tao biết mày đói rồi. Méo được. Mình đi mình phan gỗ ở nhà là có bộ ngon rồi đó, đỡ phải đi chặt cây nữa. Mà gỗ sau này không biết có tác dụng gì nữa không. Rồi ok luôn, lấy nhiêu là chặt nó chài lại nhiêu đó. Gỗ này là gỗ gì? Đó, lấy cái này làm bốt đèn nó xịn sò không? Không có mật ong này. Rồi thôi, hôm nay chơi đến đây thôi. Có thời gian thì tôi sẽ tiếp tục con game này. Game rất là thú vị nha. Rồi, ok, bye bye anh em. Có thời gian thì tôi chơi tiếp. Chúng ta mới khám phá được cái tầng 1 mà. Sau này còn rất là nhiều tầng nữa. Theo cái sơ đồ như thế này có khoảng là 20 tầng á. Càng xuống sâu thì nó càng khác đi nhiều một tí. Tầng 1 đến tầng 4 thì nó sẽ khác. Rồi, ok, bye anh em.